Xin kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, sáng 20 tháng 11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5. Phát biểu tại hội trường, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng góp ý về hai vụ án của người dân liên quan đến đất đai xảy ra tại thành phố Đà Nẵng trong các năm 2010-2011. Qua nghiên cứu đơn và các bản án, đại biểu Thúy nhận thấy có sự khó hiểu và khó lý giải về các bản án đã tuyên. Vụ thứ nhất là vụ Phan Văn Anh Vũ, Vũ Nhôm và các bị cáo phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, được Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xử sơ thẩm ngày 30 tháng 1 năm 2019 và Tòa án Nhân dân cấp cao xử phúc thẩm ngày 13 tháng 6 năm 2019. Theo đó, xác định thiệt hại của vụ án là 7 tài sản của nhà nước mua, thuê trái phép, trị giá thiệt hại của tài sản được xác định tại thời điểm các bị cáo thực hiện phạm tội là năm 2010 và 2011. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã kháng nghị bản án trên và đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao sửa bản án theo cách xác định trị giá thiệt hại tại thời điểm khởi tố. Vụ thứ hai là vụ cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh và các bị cáo phạm tội vi phạm quy định về sử dụng, quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm quy định về quản lý đất đai. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy nhận thấy, trong vụ án này, cả bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội ngày 13 tháng 1 năm 2020 và bản án phúc thẩm của Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hà Nội ngày 12 tháng 5 năm 2020 lại xác định trị giá tài sản thiệt hại tại thời điểm khởi tố vụ án, tức là thời điểm năm 2018. Hai vụ án đều được Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội và Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử đều liên quan tới 3 tài sản nhà nước tại thành phố Đà Nẵng. Một là nhà đất số 319 đường Lê Duẩn, hai là dự án Việt ven biển, đường Trường Sa, ba là đất công viên An Đụt cũ nhưng lại không thống nhất trong cách xác định trị giá thiệt hại của tài sản. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy đề nghị chánh án Tòa án Nhân dân tối cao trả lời cho đại biểu Quốc hội và cử tri được biết vì sao tòa án lại áp dụng không thống nhất việc xác định trị giá tài sản thiệt hại đối với 3 tài sản nhà nước ở hai vụ án nói trên. Ngoài ra, bản án phúc thẩm ngày 12 tháng 5 năm 2020 có sự sai về quy định của pháp luật về việc xác định trị giá tài sản thiệt hại hay không. Đồng thời, nữ đại biểu Quốc hội cũng đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân cần làm gì để bảo đảm sự thống nhất, công bằng, khách quan trong việc xét xử hai vụ án nêu trên, tạo niềm tin cho cử tri về sự công minh của pháp luật. Trả lời về vấn đề này, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng cần phải xác định ở thời điểm phạm tội vì tất cả các yếu tố cấu thành phạm tội đều phải được xác định ở một thời điểm, đó là thời điểm sự kiện phạm tội xảy ra. Theo chánh án Nguyễn Hòa Bình, không thể có việc các hành vi động cơ, mục đích, thủ đoạn xác định ở thời điểm sự kiện phạm tội xảy ra, còn riêng hậu quả thì để vài ba năm sau khi khởi tố mới xác định, điều đó là không công bằng. Bên cạnh đó, hậu quả của hành vi phạm tội gây ra cho xã hội phải do chính hành vi đó gây ra chứ không phải do các yếu tố bên ngoài. Chánh án Nguyễn Hòa Bình nêu ví dụ, một lô đất ở năm nay giá 100 tỷ đồng, sang năm lên 200 tỷ đồng, sang năm nữa lên 300 tỷ đồng. Đó là do thị trường chứ không phải do hành vi phạm tội gây ra. Đối với những vụ buôn lậu, trộm cắp, tham ô tài sản như trộm cắp, tham ô máy tính, điện thoại, giá trị đất thì tăng theo thời gian nhưng giá trị máy tính, điện thoại sẽ giảm dần theo thời gian. Như vậy, một hành vi phạm tội sẽ tăng, một hành vi phạm tội sẽ giảm. Về hành lang pháp lý, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã có nghị quyết hướng dẫn tất cả các vụ án phải xử khắc phục hậu quả ở thời điểm xảy ra vụ án, chứ không phải ở thời điểm phát hiện vụ án vì có thể nhiều năm sau mới phát hiện. Theo chánh án Nguyễn Hòa Bình, những vụ án xảy ra trước khi có nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán trái với nghị quyết không đúng sẽ phải xem xét lại. Đối với ý kiến đại biểu đưa ra một số vụ án cụ thể, chánh án Nguyễn Hòa Bình cho biết, việc xem xét lại các vụ án đã xác định không đúng thời điểm xác định hậu quả phải theo trình tự của luật định. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cho biết, đại biểu có đề nghị tòa án phải làm cái này cái khác, nhưng việc xem xét một vụ án phải theo trình tự của luật định. Tòa án không thể căn cứ ý kiến tại hội trường hay của ai đó để xem xét mà phải căn cứ trình tự của pháp luật tố tụng. Cũng trong chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 ngày 20 tháng 11, phát biểu tại phiên thảo luận ở Hội trường Quốc hội, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn gửi lời cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ, cử tri, nhân dân đã quan tâm đến ngành giáo dục. Giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ đã trả lời đầy đủ 100% các ý kiến,
kiến nghị mà Ban dân nguyện cũng như các đại biểu Quốc hội đã chuyển cho Bộ với số lượng rất lớn. Đồng thời, Bộ cũng đã nhận được nhiều ý kiến của cử tri gửi cho Bộ trưởng qua email và các phương tiện khác. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo cho hay, nhiều ý kiến đã giúp ích cho Bộ trưởng rất nhiều trong rà soát các chính sách, xem xét lại công việc của mình, nhưng cũng có nhiều ý kiến bày tỏ nguyện vọng, mong muốn nhiều hơn. Về vấn đề dạy thêm, học thêm, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nêu ý kiến của một người dân gửi, chất vấn. Thưa Bộ trưởng cho biết đến ngày nào thì Bộ trưởng có thể quét sạch việc dạy thêm, học thêm trên toàn cõi Việt Nam. Về các kiến nghị liên quan đến dạy thêm, học thêm, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết đây là việc lớn, Bộ cũng đã phân tích, trả lời về vấn đề này và hôm nay, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Huy, đoàn Thái Bình đã đề cập đến. Có thể nói, dạy thêm, học thêm hay là các nguyện vọng được học tập ngoài nhà trường là một nhu cầu thực tế. Và trong quá trình đáp ứng các nhu cầu rất đa dạng của người học, hoạt động này cũng rất đa dạng. Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có rất nhiều văn bản quy định. Đặc biệt, có thông tư 17 quy định về việc kiểm soát dạy thêm, học thêm trong khuôn khổ của nhà trường, về những vấn đề quy định trong đạo đức của nhà giáo, trong quy tắc ứng xử của trường học, văn hóa học đường, thi hành công vụ của nhà giáo, cũng đã rất đầy đủ các quy định đối với hoạt động dạy thêm, học thêm trong môi trường nhà trường. Tuy nhiên, đối với môi trường ngoài nhà trường thì còn đang thiếu một số cơ sở pháp lý để có thể quản lý, điều tiết, giám sát, xử lý đối với công việc này. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, trong quá trình sửa luật đầu tư, Bộ đã từng gửi văn bản gửi cho Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng vào năm 2020 đề nghị bổ sung việc dạy thêm, học thêm vào danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên, không rõ lý do tại sao trong quá trình từ năm 2020-2021, việc này đã không được chấp thuận. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng đồng tình với ý kiến của đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Huy, đoàn Thái Bình cần phải đưa việc dạy thêm, học thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện để có cơ sở pháp lý xử lý bên ngoài trường học. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, với 53.000 trường học, những gì diễn ra trong môi trường ngoài nhà trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo mong chính quyền các địa phương trên địa bàn của mình phối hợp để có thể kiểm soát việc này. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn mong việc xử lý vấn đề dạy thêm, học thêm ngoài việc Bộ quan tâm đến kiểm tra, giám sát thì các phụ huynh cần phối hợp với nhà trường và ngành giáo dục. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, việc đưa con đi học thêm rất nhiều cũng là một phần xuất phát từ nhu cầu của phụ huynh. Có người đem con đến gửi cho cô, nài nỉ cô vừa dạy vừa trông giúp. Cũng có trường hợp cha mẹ thấy con đi học một ca chưa yên tâm, ngoài giờ học chở con đi học, nghe đâu có thể tốt là đưa đến ngay, hoặc một tối học 3, 4, 5 ca. Những điều này gây căng thẳng đối với trẻ em. Về ý kiến đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Huy cho rằng, có những lớp học thêm tai tiếng vì gam bài, vì gợi mở để kiểm tra. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo mong đại biểu trong quá trình nghe và thu thập ý kiến của các cử tri thì hỏi giúp cụ thể là trường hợp giáo viên bớt kiến thức để đi dạy thêm xem đấy là ai, người nào, ở đâu, trường nào để Bộ phối hợp cùng chính quyền địa phương xử lý đến nơi đến chốn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!